Rồi, ghế đây. Xin mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Chào hai bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu cho nhau nghe về những cái thông tin cá nhân của mình. Nói thật là lớn, thật rõ cho người đối diện có thể nghe rõ được qua cánh cửa trái tim này nha. Mời bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn gái bên kia. Mình tên là Ngô Đức Minh, sinh năm 1982, quê quán ở Lâm Đồng. Hiện giờ thì đang làm tài xế ở Bình Thạnh. Chở hàng hay chở người? Tài xế tải vậy. Giờ mình hàng. Có đi công tác xa không? Hay là mình làm giờ hành chánh hay là đi tỉnh? Dạ, làm giờ hành chánh ạ. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ làm? Dạ không, làm hết. Làm suốt luôn? Sau 4 giờ nghỉ. Sau 4 giờ là được nghỉ. Vẫn có những thời gian buổi tối để đi chơi ha. Em quê ở đâu? Em Bảo Lộc, Lâm Đồng. Quê Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ. Rồi ở ngoài quê mình còn ai ngoài quê? Ngoài quê có bố mẹ với một em trai nữa. Bố mẹ với em trai ở ngoài quê luôn. Mình vào thành phố giờ được bao lâu rồi? Trước đây em cũng đi trong quân đội 9 năm ở dưới đây. Ồ. Sau đó mới về quê. Duyên số sao đẩy vô tài xế xuống đây làm. Là trước đây có đi bộ đội? Đi sĩ quan 9 năm. 9 năm? Dạ. Wow. Rồi, tới phiên em gái. Em nghe rõ thông tin của bạn trai rồi ha. Đã từng đi bộ đội, sĩ quan tới 9 năm. Bây giờ về thì làm lái xe cho công ty đang ở Bình Thạnh. Em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Cũng như chào bạn trai phía bên kia. Em đây là Trang. Em sinh năm 84. Hiện tại đang làm nhân viên cũng kiểu dạng văn phòng thôi chị ạ. Quê mình ở đâu cơ? Em ở Hà Nội ạ. Công ty cử thì là em vào đây công tác. Cũng chắc là cũng dài hạn ạ. Vào đây được bao lâu rồi? Em ở đây chắc là khoảng tầm được hơn 4 tháng rưỡi. Gì? Mới vô có 4 tháng rưỡi à hả? Dạ. Thế mình thấy cuộc sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào? Em thực ra là hồi xưa em cũng có vào trong này làm ở trong này cũng được gần 2 năm. Và em rất là thích ở trong này. Không khí ở trong này nó phù hợp với em hơn. Thế em gốc người ở đâu? Em đang ở Bảo Lộc hả? Ở Lâm Đồng. Quê Lâm Đồng. Gốc bố thì ở Hà Nội, mẹ ở Đà Nẵng, sinh ra trong Lâm Đồng. Nhưng mà gốc là cũng có gốc ở ngoài Bắc luôn. Yeah. Hai người cho thấy cũng có một số nét tương đồng ha. Tuổi là cũng cùng thế hệ 8X ha. Người 82, người 84, thấy mọi thứ cũng hợp rồi đó. Bây giờ mình đi sâu vô một chút xíu nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là cái gì cũng có thể làm được. Còn điểm yếu là mắc bệnh lười. Điểm mạnh cái gì cũng làm được. Mà điểm yếu mắc bệnh lười có nghĩa là lười không có làm gì hết. Thế kia thì em có thể làm thường xuyên được. Nhưng mà vấn đề là nó không thích là không làm được. Thế là đó giờ có thích cái gì chưa? Em thích nhiều thứ lắm chị ạ. Mà những cái em thích thì em có làm cho tới nơi tới chốn không? Ví dụ như em rất thích ăn nên hôm nay em ăn tới nơi tới chốn luôn chị. Rồi, còn điểm mạnh điểm yếu nào nữa không? Em nói chung là cũng khá là tự tin trong mọi thứ. Công việc thì em không nề hà bất cứ thứ gì. Chỉ có điểm yếu là khi mà em đang làm việc mà ai mà làm em phân tâm, tâm mất tập trung ấy, là em hay nóng tính. Em rất là nóng tính. Nóng tính. Ừ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Biết cũng biết nấu ăn, một xíu cả nhà ở nhà là phụ bố mẹ dọn dẹp, là lúc rảnh rỗi là phụ. Lập trường tư tưởng vững vàng. Còn điểm yếu em mà cũng nhút nhát lắm, cũng rụt rè, e ngại lắm, ít tiếp xúc. Về tình duyên của mình thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em do em lấy vợ đạo Chúa cho nên em mới sinh ra khỏi quân đội. Để về lấy vợ thì cũng 2 năm sau là cũng chia tay. Nhưng mà lý do chia tay là gì á? Rồi bây giờ đó, cổ hỏi kìa, lý do chia tay là gì? Thực sự là lúc đó cũng chưa có đủ cái độ chín chắn lắm. Do hai người cùng tuổi nữa, em với vợ em là bạn học luôn. Hồi mới đầu thì không có cãi gì nữa. Lúc đám cưới là bao nhiêu tuổi? Dạ năm 2009 ạ. 2009 là 10 năm trước. 10 năm. Lúc đó giống như là vẫn còn cảnh với cái tính mình hay với cái tính người đó, giống như ai đụng chuyện cái là ngang là cãi. Thứ hai là do cũng đạo giáo, mới đầu thì em nghĩ là nó đơn giản quá. Em nghĩ là thôi, đạo không quan trọng. Nhưng mà lúc sau có một đứa con, em có một đứa con. Là lúc sau nó 10 tháng là bắt đầu tùm lum chuyện hết. Từ cái chuyện nhỏ hồi nó cứ nối lớn lên là cuối cùng tan vỡ. Rồi bây giờ con gái ở đâu? Dạ ở với bên mẹ. Con gái năm nay là bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi. Là giờ con gái cũng ở bên mẹ, đương nhiên là theo đạo của bên mẹ luôn. Dạ đúng rồi, theo luôn. Thế em đạo gì? Em bên lương, không theo tôi, con thả, không theo đạo. Đạo lương thôi, phải đạo tiền phải không? Rồi vậy. Em chia tay năm nào? 2011. 2011. Thì đến nay là cũng 7 năm. Thế trong 7 năm qua thì mình có trải qua thêm mối tình nào nữa không? Sơ nhưng mà cũng không có yêu. Lý do? Chán với cũng cảm giác nó sợ cảm giác chia tay đó. Chia tay xong cũng buồn một thời gian. Thì thôi giờ cũng già, sắp già hết đến nơi rồi thôi. Bây giờ chương trình đi kiếm giùm không biết được hay không. Em đã sẵn sàng đón tiếp một cái tình duyên mới chưa? Sẵn sàng để xây dựng một cái gia đình mới hay chưa? Dạ, bây giờ thì em đã sẵn sàng cần một gia đình. Ba mẹ, gia đình có ủng hộ hay là có đưa ra ý kiến gì cho em không? Bố mẹ vẫn kêu là thôi giờ lớn rồi, lấy vợ còn cháu chát nữa chứ giờ
bố mẹ cũng già mà chẳng có cháu. Con của em bên trước thì từ đó đến giờ là không về nhà luôn. Rồi thôi mình cứ tạm nghe câu chuyện bạn ấy đến đây thì chuyện buồn cũng không nên khai thác nhiều. Thế còn em? Em trải qua nhiều mối tình lắm chị ạ. Nhiều, nói lớn lên, nhiều mình phải tự hào lên chứ. Không, nhiều ngại lắm chị. Gì đâu ngại? Ngại chứ chị. Thấy chị nhiều chị khoe lên báo không? Khoe nhiều quá người ta lại bảo là mình hơi lăng nhăng ạ. Lăng nhăng, bây giờ em nghĩ đi, em ba mươi mấy tuổi rồi, đó, đúng không? Giờ em yêu năm 18 tuổi, vậy là luật pháp cho... Dạ không ạ, em 22 tuổi mới yêu cơ. À 22 mà bữa nay em ba mươi mấy, mười mấy năm. Em chưa lấy chồng thì em phải trải qua những mối tình chứ. Bao nhiêu mối nó thiệt đi. Chắc đếm sơ sơ là trên đầu ba đấy ạ. Đầu là ba, còn đầu đuôi thì nó lênh đênh lắm chị. À, một tràng hổ tay. Chứ nay tôi có đồng minh rồi. Chị uống nhiều như vậy ư? Trời ơi, chị phải nhiều hơn chứ. Đầu chị chắc phải 5-6 chứ. Nhưng mà những mối tình nào mà em khắc cốt ghi tâm nhất á? Chắc mối tình đầu ạ. Mối tình đầu? Dạ. Thế cái mối tình đầu nó như thế nào mà khắc cốt ghi tâm? Quen được bao lâu? Được gần 2 năm ạ. 2 năm. Có ý định tiến tới hôn nhân không? Có chị ạ. Rồi sao, tại sao gãy đổ? Nhưng mà anh ấy là đi du học ở bên Pháp, sau đó là bị tai nạn ở bên đấy và không còn nữa. Thì đối với em lúc đầu nó có thể là buồn, nhưng mà em chỉ buồn trong khoảng độ chắc cũng được 6 năm. Nhưng 6 mà... năm? Dạ. Em là lúc đấy là sau đó là em bị rơi vào lãnh cảm luôn ạ. Gần như là cũng không có một chút cảm hứng nào với cả mọi các mối quan hệ luôn. Nhưng mà sau đó thì có một người đàn anh đi qua cũng kiểu cũng có ý định với em. Anh ấy không thuyết phục được đến khi anh ấy bảo thôi anh phải đi sang Nhật. Thì bây giờ anh chỉ chúc em rằng là em hãy mở lòng cho mọi người. Vì nếu như em không mở lòng thì sẽ chắc chắn sẽ có một người đối lập với giới tính của em ấy cũng sẽ bị kiểu cô độc. Vì em sống cô độc bởi vì trời sinh ra là đã không bao giờ người ta cũng là có một đôi một cặp. Rồi từ đó bắt đầu mới là... Thì lúc đó em mới bắt đầu mở lòng ra. Và mỗi lần mở lòng ra thì mọi là một trải nghiệm mới ạ. Lý do tại sao em mở lòng nhiều như vậy? Tại em ham vui thôi ạ. Ham vui? Dạ. Tại vì cái chủ trương sống của em thì sau khi mà em làm việc nhiều á thì em cũng nhập viện. Và em điều trị bệnh viện xong thì em cảm thấy rằng là cuộc sống kiếm tiền nó cũng chỉ là để mình thỏa mãn cái thú vui của mình thôi. Thú vui là thú vui gì? Ví dụ như em rất thích đi du lịch này. Em rất thích, nếu như em đi vào một cửa tiệm nào đó em có thể bỏ tiền ra em mua một cái gì đó ấy. Thì bao giờ em cũng phải có tiền sẵn. Em phải làm việc nhiều thì em mới có tiền. Chắc là cái thú vui của em là thú vui tiêu tiền. Thế còn đến với những mối tình thì em đặt kỳ vọng gì trong những cái tình yêu đó? Em cũng mong muốn là có thể đi đến xa hơn. Thì có thể có độ hòa hợp khi mà mình đến với nhau rồi mình sống với nhau. Thế bình quân cái tuổi thọ của một mối tình của em là kéo dài trong bao lâu? Các cái mối tình về sau thì bình quân chung kỳ chắc khoảng tầm 6 tháng vậy. Em thua chị rồi. Chị là có mừng mưỡng tới 2 năm lận. Khi mình đến với một mối tình mình vẫn là nghiêm túc. Mình muốn tính đúng chuyện lâu dài. Vâng. Chứ không phải là vậy chứ em. Chứ em có nghĩ em là người chơi vui vơ, nhưng vui mà chơi bờ em ấy. Nghĩ em có phải là người chung thủy không? Chung thủy thì cái mà để nói về chung thủy nó rất là khó chị ạ. Chung tình cũng khó lắm chị. Bây giờ gần như là không có bao giờ có cái trường tồn vĩnh cửu. Có nghĩa là thí dụ em đang có một mối quan hệ nghiêm túc là yêu đương, nhưng nếu em gặp một cái đối tượng khác em cảm thấy nó có thể phù hợp hơn, hoặc là cảm thấy trái tim mình rung động khi gặp đối tượng đó, thì em vẫn sẵn sàng tìm hiểu cái đối tượng mới. Không ạ, em là có một cái cam kết ấy. Cam kết như thế nào? Tức là khi mà em đã đồng ý xác định rồi á, bạn là người yêu của tôi chẳng hạn, thì tôi chỉ có coi bạn là người yêu thôi. Có bất kể một trai đẹp hay là một trai to hoàn toàn tốt hơn đi chăng nữa, với em nó cũng chỉ là bạn thôi ạ. Có nghĩa là khi kết thúc một mối quan hệ này rồi thì mình mới đến một cái mối quan hệ khác. Nếu như vậy em cũng là một người chung tình rồi. Sao em lại nói khái niệm nó không? Nhưng mà cái tình của em ấy nó lại trôi nổi nhanh lắm chị ạ. Ví dụ như em chia tay xong cái một tháng sau em mà gặp một người khác là vui vui ấy là em cũng theo à? Chuyện đó bình thường, nhưng mà khi mình đã kết thúc mối quan hệ cũ rồi, mình cũng là một người dễ rung động. Tạm thời hiểu như vậy nha. Bạn nam suy nghĩ như thế nào với cái tình trường khá là phong phú của bạn nữ? Em thì thấy bình thường lắm. Đối với em cái chuyện đó nó không quan trọng. Vấn đề là sau này nếu mà quen nhau đến với nhau thì cái gì nó phải rõ ràng. Đó, cái gì nó qua là qua, quá khứ là bỏ qua, không có sống với quá khứ. Em là vậy, chỉ đơn giản. Nhưng mà cổ quan nhiều quá vậy mình có ngại không? Dạ không chị. Bạn có đem hình ảnh gì theo không cho chị coi coi. Wow, hình ngày xưa này ha. Wow, đẹp trai dữ. Gửi tặng em hai tấm hình của ảnh này để em nhìn đi. Có anh chàng bộ đội trong đó đó. Trong bốn cô gái này là có cổ ở trỏng luôn đó. Nhận tìm ra ai chưa ạ? Mình có cảm giác ai là cô ấy chưa ạ? Khó quá vậy. Khó mới đố chứ, dễ đố làm gì. Vậy thì em đoán cái mắt kiến đi. Lấy cái mắt kiến đi, khỏi cần gợi ý. Em hãy gợi ý cho cổ một chi tiết để cổ nhận ra em. Nếu mà hai tấm hình đó mà nhìn kỹ thì biết ngay. Nhìn kỹ biết ngay, không cần gợi ý luôn. Em cũng đoán. Đâu? Đây và đây. Rồi hay quá ha. Hai người này đúng là tuổi đời nhiều cái là nó có khác. Rồi xin mời các bạn hãy xem kết quả dự đoán của mình. Hãy nhìn vào cửa trái tim và cánh cửa sẽ được mở ra. 1, 2, 3. Ủa?
Dạ em cảm ơn anh ạ. Chị có tuổi nè, chị cũng gà hóa cốt, mắt gì cũng mở, nhưng mà trai đẹp chị vẫn thấy. Thôi bây giờ quà gì vậy cho chị Tường xem với. Không biết quà gì. Cái gì đấy? Cái này là đặc sản ở Hà Nội ạ. Ồ, đố em biết cái gì? Em chịu. Trời ơi, cốm đúng không? Dạ vâng, đúng. Trời ơi, các Tường tôi dân Nam, tôi nhìn tao biết cốm nữa. Rồi bây giờ, cảm xúc đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau là như thế nào? Bạn gái dễ hơn. Em cảm ơn. Còn em? Khó nói quá chị. Nữa, cái gì bà cũng khó nói hết trơn. Quen ba mấy mối tình mà cái gì tả. Thói quen của em thường xuyên là bao giờ cũng phải gặp ít nhất là 3 lần á, thì em mới bắt đầu có một cái cân nhận xét chung. Còn nếu không, đối với em thì mọi người gặp giống như lần đầu, cũng như là nhiều vị khách hàng của em ạ. Hôm nay mình đến đây là xác định để tìm người yêu. Mình nhìn cái người đối phương với cái tư cách là đây có thể nào là một người yêu của mình hay không. Mà chị là nhìn lần đầu tiên là biết được hay không? Không, em không chơi. Thì đó, chị là em với chị, hai trường phái, hai chị em mình khác nhau. Tường sẽ ra ngoài để mời hai bạn ở đây có những giây phút trò chuyện riêng với nhau. Rồi ít phút chị Tường sẽ quay lại. Và trước khi đi ra ngoài, chị Tường không quên mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Bao Dim Sum. Trời ơi, trình bày mọi người thấy không, Tường quảng cáo đâu có sai đâu. Nhà hàng trình bày rất là đẹp mắt luôn thưa quý vị, với nhiều món ăn nhỏ nhỏ góp lại trong một cái dĩa ha. Đây là món chân vịt sốt bào ngư nè, cua cuộn rong biển nè, rồi tàu hủ kia tôm chiên nè, bánh bao xá xíu hấp nè, và cải Hồng Kông dầu hào. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng, và nhớ phải là quan trọng là trò chuyện với nhau nữa nha. Dạ, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Mà, em cảm ơn ạ. Rồi, mời anh Dùng ạ. Dạ, em mời anh. Ủa, em ở Hà Nội, em ở đâu? Em ở quận Hoàng Mai ạ. Thực ra là em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng mà em rất là mù đường ở Hà Nội. Tức là đi đâu em cũng phải mang bản đồ theo á. Bây giờ có thêm Google Maps thì em mới dùng Google Maps ấy. Và trong Hồ Chí Minh này em cũng bị là đi vòng vòng nhiều lần rồi. Bây giờ em ở quận mấy? Ở Sài Gòn ạ? Em ở quận 6 ạ. Còn anh ở quận mấy ạ? Ở Bình Thạnh. Được, trước công ty em giao hàng ở bên đó. Đi mất hơn tiếng đồng hồ. Xa hơi xa ấy. Em còn bị đi lạc cơ. Còn mà anh làm về công ty giao vận chuyển ạ? Công ty anh là chuyên về lẩu gà ớt hiểm 109 đó. Không, hình như em ăn rồi á. Em thấy ăn cũng rất, ngon á. Rất nhiều chi nhánh. Em là có tâm hồn ăn uống cực kỳ cao luôn ấy. Nên là cứ nhìn thấy đồ ăn thì là sáng quên hết tất cả mọi thứ luôn. Nên mục tiêu mẫu của em hầu như là tìm bạn trai cũng như là bạn đời là phải biết nấu ăn. Vì em cũng rất là lười nấu ăn. À, đó thì anh thì được cái là nấu ăn, thích nấu ăn, thích mình chế biến thôi. Còn em biết nhậu không? Dạ, em cũng biết một chút. Tại vì anh lâu lâu buồn buồn cũng hay đi nhậu. Anh có hay nhậu một mình không? Không, không say. Nhậu phải có hai ba người. Nhậu mà mình mà say ạ? Uống ba chai là say. Anh biết nấu nhiều món không? Chung anh có lên mạng học không ạ? Mấy bạn ngoại cũng trước cũng chỉ mấy món. Mà anh thì cũng có một đời vợ rồi. Có một người con, nó cũng khó đúng không? Không biết em suy nghĩ thế nào. Có người sẽ nghĩ là mắc mới như mình phải đi quen một người có vợ. Đó. Cái mà anh rất tự ti cái đó từ xưa đến giờ, nó cũng không dám quen nữa. Thật ra bạn em cũng có rất nhiều người bạn cũng một đời vợ rồi. Thì em thấy rằng là điều đó có ảnh hưởng gì đâu. Chẳng qua là bản thân là có bước qua được cái tự ti đấy không thôi. Còn với em thì thời gian nếu mà anh mà có con mà nuôi con thì càng tốt đối với em luôn á. Vậy hả? Tại vì thật ra bây giờ tuổi của em cũng lớn rồi. Và em cũng xác định rằng là nếu mà không á thì là em còn nhận con nuôi cơ. Vì em cũng không có dự định là sinh em bé. Nói chung là cái sức khỏe của em nó cũng không phải là dạng tốt. Nên năm ra em sẽ có rất là nhiều bệnh. Mà bệnh đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Nó không nên. Em cũng hy vọng là có thể chương trình biết đâu đó tìm cho em một người bạn trai mà có con rồi thì càng tốt ạ. Thực ra em rất thích trẻ con. Chỉ có điều là không thích sinh lắm. Tại vì anh cũng lớn, đâm ra ở nhà thì bố mẹ cũng kêu là cũng ráng cưới vợ rồi kiếm cháu. Chứ bố mẹ cũng lớn tuổi. Nếu như mà tình yêu đủ nhiều thì cũng có thể. Em sẽ suy nghĩ đến vấn đề là mình sẽ sinh thêm em bé. Chỉ có điều là bây giờ ấy, để mà nuôi một đứa trẻ thì mình phải xác định rất nhiều tư tưởng. Và đặc biệt là với cái độ tuổi mình quá lớn rồi ấy. Em nói thật là bây giờ tuổi của anh này mình cũng lớn rồi. Đúng rồi. Mà chăm một đứa trẻ nó cũng rất là cần rất là nhiều. Anh có đảm bảo rằng là anh sẽ chăm sóc chu toàn được trong vòng từ khi nó sinh ra cho đến khi nó 18 tuổi hay không? Con mình thì buộc mình phải làm mọi thứ để mà phải nuôi cho con của mình. Chứ cái đó không thể mà không làm được. Phụ nữ nào người ta cũng thích có con mà sao em không thích? Tại vì thực ra là từ khi em còn bé, nuôi em rất vất vả. Ông phải kiếm rất nhiều tiền. Mà hầu như là em ở trong bệnh viện nhiều hơn. Về sau em lớn lên ấy, thì em biết rằng là bản thân mình cũng có rất nhiều bệnh. Các bệnh lặt vặt nó cứ như kiểu là lai lát đấy chị. Mà quan trọng là khi mà em trưởng thành hoặc là bây giờ thì em có đi khám bệnh định kỳ không? Mà bác sĩ có chỉ định hay có nói rằng là em không sinh em bé được hay không? Không, là do tự em nghĩ ra như vậy thôi. Thực ra là em bị mắc bệnh lo xa nên năm ra là em cũng hay... Nhưng mà em có đi khám sức khỏe định kỳ không? Em có chứ chị. Sức khỏe em như thế nào?
Nói chung là đến hiện tại, thời điểm hiện tại là rất là tạm ổn. Đó là tại vì mình lo lắng quá thôi. Rồi việc quay lại cái việc con cái thì suy nghĩ của em như thế nào về cái vấn đề đó? Con cái thì đối với em thì con nào cũng là con mà. Kể cả con nuôi mình vẫn luôn có thể nhận con nuôi được mà. Mình nuôi nó bằng cái tâm mình muốn. Thực ra là bố em hồi xưa cũng ly dị vợ. Cái cảnh mà gà trống nuôi con ấy thì em rất là thương bố em. Khi mà mẹ hai em đến với bố em ý, mẹ hai của em cũng phải thuyết phục bố em rất nhiều. Thì ông mới bắt đầu mở lòng hơn và ông mới cưới mẹ hai em. Thì mẹ hai em nuôi bọn em rất là kiểu như một người mẹ cực kỳ tuyệt vời luôn ấy chị. Có khi bọn em còn được sung sướng hơn là con đẻ của mẹ. Thế nên đâm ra đối với em ý, thì là kể cả con ai cũng được. Với những cái mối tình mà em từng trải qua, có những cái mối tình nào mà nó quan trọng đến mức mà em có từng chia sẻ về vấn đề con cái với những người yêu trước đây của em chưa? Có chứ chị, ai em cũng chia sẻ thôi. Thì họ, quan điểm của họ là như thế nào? Có nhiều người thì bảo thôi cứ để từ từ tương lai tính. Bởi vì thực ra là họ biết tính em là rất cố chấp và bảo thủ. Thực ra tình yêu đối với em thì tình yêu đủ nhiều thì em cũng sẵn sàng thôi. Và thật sự chị thì chị nghĩ thế này, tất cả mọi thứ, những cái suy nghĩ, quyết định của chúng ta nó đều không có thể nào là mãi mãi. Tại vì thời gian đúng nó rồi. Thay đổi thì cái quan điểm, cái suy nghĩ của con người nó cũng thay đổi. Chị nói đó là công tâm, chị không đứng về phía ai cả. Bởi vì chị cũng là người đã từng trải, cũng đã gãy đổ và con chị bây giờ rất lớn rồi. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nói gì về Tường, cuộc sống như Tường giờ là sướng như tiên. Nhưng thật sự trong thâm tâm của chị, trong lòng của chị vẫn muốn có con nữa. Và chị đặt những cái mốc. Nhưng mà vì gia đình chị là gia đình người Huế rất là khó. Có nghĩa là chị phải có chồng thì chị mới có con. Chứ nếu chị không lấy được chồng thì chị không có con. Chị đã đặt cái mốc đó ra trong cuộc đời chị là chị nói là chị sẽ ráng trước năm 33. Chị vì chị ly dị mới hai mấy tuổi 35 rồi không được cái chị ráng, chị cho chị thêm cơ hội cho nó thôi 38. 38 chị cũng không lấy được chồng, chị nói là 40. Và thật sự hiện tại bây giờ chị Tường đã 42, bước qua tuổi 43 rồi. Cho nên cái hy vọng, chị rất buồn vì cái hy vọng mà mình được đẻ con á, nó càng ngày nó càng hết. Hết là vì lý do nó đã quá tuổi. Cái thứ hai nữa là gia đình chị không đồng ý nữa. Quan trọng là tình yêu nó có đủ lớn hay không. Ý em là vẫn muốn sinh con đúng không? Dạ. Dạ. Tại hiện tại coi như bạn ấy là giống như là hiện tại bạn ấy không có một cái người con ở cái bên cạnh. Cái này em hiểu mà. Rồi, để con đi chị hồi nhỏ em chị nghĩ. Em nghĩ chăm thôi. Hồi nhỏ. Trời sao chỗ này nó ngược với mình. Chị là thích đẻ, chị cũng thích chăm. Đẻ cực lắm chị. Chị là thấy đẻ rất là dễ, mà chăm con mới là cực. Đẻ đau lắm à. Có gì đâu mà đau. Trời ơi. Chị đẻ chồng chị chăm. Nếu bây giờ ai mà lấy chị và muốn chị đẻ con thì phải làm cam kết với chị. Em đẻ mà anh chăm. Chăm với lại thật ra con. Là cô bé này đó, là cô đang bị một số những cái sang chấn tâm lý, bị ảnh hưởng từ lúc cô còn trẻ. Gia đình nó có những cái sự kiện khiến cho bây giờ cô có những cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên đồng cảm. Và khi cái sự đồng cảm mà chạm được với nhau á, cái tình cảm, tình người nè, tình bạn bè nè, tình yêu nè, khi mà mình chạm được cảm xúc với nhau thì mình muốn cái gì thì cũng được cả. Và đây chương trình mà muốn hẹn hò với phiên bản hẹn ăn trưa là đang muốn tìm kiếm cho hai bạn một cái cơ hội, tìm kiếm một nửa đích thực. Đây là một cái chương trình rất là nghiêm túc, cho nên khi hai bạn thật sự nghiêm túc với cái quyết định của mình thì mọi thứ đều được giải quyết hết. Bây giờ để cho tiếp tục cho hai bạn có cái cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và cho nó vui, xin mời bóc một lá bài, đọc lớn lên yêu cầu trong này và yêu cầu bạn nam thực hiện. Hãy đặt ra cho bạn trai đối diện 5 câu hỏi nhanh để bạn trai trả lời. Wow. Câu này cũng hại não mình hơn. Làm sao mà đặt ra được 5 câu hỏi nhanh? Anh có thích xem phim không? Không. Rồi xong. Nhanh. Anh thích đọc sách không? Không. Xong. Rồi tiếp xong, tiếp dần hai. Tao rất thẳng thà. Ủa thế anh thích gì? Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cặp đôi này hay. Tiếp. Anh thích đi chơi không? Có. Cái gì tao cũng thích rồi, đừng hỏi thích nữa, hỏi cái khác đi. Tao nói cái gì cũng thích anh rồi. Anh không thích gì trừ việc đọc sách và xem phim. Giả dối. Tôi thấy bạn trai hay hơn bạn rồi đó nha. Rất thẳng thắn, không giả dối, rất kiên định. Bây giờ mới thấy anh kiên định nè. Tính lừa người ta hả? Người ta nói người ta không thích cái gì ngoài hai cái đó, còn hỏi người ta không thích cái gì. Tới phiên em hỏi lại cổ. Bạn hãy thử vài động tác massage cho bạn gái. Ôi chết. Làm gì? Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên bắt bạn trai, bạn gái làm hoài vậy? Bạn hãy thử một vài động tác massage cho bạn gái. Vậy là mình lời mà em. Tiến qua bên bạn gái, qua sau lưng bạn ấy, hoặc là trước mặt bạn ấy, massage cho bạn ấy đi. Anh có biết massage không? Thì biết, trước hay bấm huyệt trong bộ đội. Bấm mấy đứa kia, bấm cho mấy đứa kia. Bấm đi, bấm sao cho nó chặt. Anh bấm huyệt trên đầu đúng không? Thì bấm trên đầu chứ đâu bấm đầu đâu. Ai biết đâu được đấy ạ. Chứ em muốn bấm đâu? Em muốn bấm nhiều chỗ lắm chị. Tóc bạc vậy. Tóc bạc. Người ta có tuổi rồi. Coi cái tay bãi kìa, gõ thư giãn dữ. Thôi vậy thôi. Trời ơi, nhanh vậy chưa không phải? Đi với. Chưa, đi qua hụt hẫng quá. Hụt hẫng quá. Có khi là mình rồi thì hỏi là nhiều chị ạ. Đây nè, anh phải đưa tay lên trên này nè. Vậy hả? Đó. Cái tay của mình á thì cái
khó để quá. Không biết đó, được rồi đó, đó được đó. Đâu có đơn giản vậy em. Muốn này người ta chỉ chào hàng thôi. Còn em muốn được thì em phải có cái gì đó rồi người ta mới massage cho em hoài chứ. Không chị ơi, phải hướng dẫn nhiều chị ạ. Đúng rồi, hồi cái gì này mà vẫn nóng nóng lắm chị. Đúng, nóng nóng lắm, ta rồi đâu có quen em chứ. Ủa nhưng mà sao một đời vợ rồi mà cũng không vẫn nóng nóng như vậy. Người ta chia tay lâu rồi ông ơi, 10 năm rồi. Hả? Phí ha. Bởi vì cũng thấy phí ghê luôn á. Giờ làm sao cho nó hết phí đây nè. Thế bây giờ vô nghiêm túc một chút xíu, tôi hỏi về quan hôn nhân gia đình nè. Em quan niệm như thế nào về sống thử? Đối với em, sống thử là một chuyện bình thường. Chỉ có điều là cái quan niệm của em về việc cam kết khi đã ký giấy kết hôn thì gần như là khi mà đã xác định ký rồi ấy, thì chúng ta không được phép buông bỏ. Nếu đã kết hôn thì không được phép buông bỏ. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Từ xưa đến giờ cái suy nghĩ của em là nó rất thoáng, giống như bạn gái nói đó, để cho một cái sự an toàn, nó cảm thấy đến được với nhau thì mình sẽ đăng ký kết hôn, chứ mà đừng có để đổ vỡ, vì em rất là sợ một lần nữa. Chị Tường cũng đồng cảm với cái suy nghĩ của hai bạn. Trước mắt thì Tường thấy hai bạn rất là thoải mái để chia sẻ. Đó là cách để chúng ta chọn để chúng ta tiếp cận với mọi người. Thật sự ít phút gặp gỡ ở đây không nhiều để cho các bạn có thể hiểu nhau được hết. Hiểu nhau cần có một thời gian, cần một quá trình. Thế thì bây giờ đến lúc mình phải đưa ra cái quyết định của mình là có hẹn hò với nhau hay không. Nếu bấm nút hẹn hò có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu nhau và trở thành bạn trai bạn gái. Còn nếu chúng ta thấy hoàn toàn vô cảm với người này không thể, dù tôi có tìm hiểu 5 ngày, 3 ngày, 100 ngày cũng không thể, thì chúng ta không nên bấm để dành cơ hội này cho những người khác. Chị Tường cho thêm các bạn mỗi người một cơ hội nói với nhau một câu nữa trước khi đưa ra cái quyết định là có bấm nút hay không. Mời hai bạn. Anh có câu hỏi gì không? Một câu cuối thôi đó nha. Em phải suy nghĩ. Câu này khó nha. Câu này cực kỳ khó luôn ấy. Làm sao có thể trả lời được khi mình tao có thể thích gặp là một lần đâu. Phải là thích là cái kia đâu. Thích là nhiều cái sở thích. Giống như thích một cái nét nào đó, thích một cái tính cách, hoặc là thích cái gì. Giống như mình có một cái điểm để bắt đầu lấy cái bàn đạp mình đi lên thôi. Khi em hỏi anh có thích xem phim không, anh bảo không là đã không thích rồi này. Em hỏi tiếp là anh có thích đọc sách không, anh cũng bảo anh không thích đọc sách là cũng hơi mệt rồi đó. Nhưng mà đối với em mà nói thì bao giờ cũng thế, em cũng cho bản thân mình một cơ hội nhiều. Nên hôm nay em chỉ hỏi cảm thấy rằng là anh có muốn cái cơ hội đấy nữa không? Những câu hỏi của các bạn đưa ra rất khó trả lời trong cái thời điểm này. Và câu trả lời đó sẽ đưa ra sau cái quyết định của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn hãy đưa ra quyết định. Đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. 1 2 3 Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên dành cho ngày hôm nay. Mời hai bạn làm như tôi sướng gì. Không ấy cho cổ hôn em đi. Rồi mời em, nếu em không muốn người ta hôn em. Đó. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1981. Em hiện tại đang ở Lạng Giang, Bắc An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang. Nguyễn Thị Liên, 81. Mình đang ở Bắc Giang thì mình con. Tại vì chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ghi hình ở trong Sài Gòn thì mình có vào Sài Gòn để mà mình tham gia được không? Nếu mà thật sự cần thiết em vẫn vào được ạ. Ok. Vậy thì hiện tại công việc của mình ở ngoài đó như thế nào? Mình tự giới thiệu về bản thân mình ha. Em công việc trước đây em làm phiên dịch viên. Rồi thì hiện tại bây giờ thì từ lúc Covid đến bây giờ thì em gián đoạn công việc và em đang là buôn bán tự do thôi. Ngày xưa là mình làm cái gì? Em làm thông dịch viên. Thông dịch viên. Còn sau này thì mình làm buôn bán tự do là cụ thể là buôn bán gì? Em buôn bán hàng, nói chung là một số hàng về đồ ngâm rượu sang Trung Quốc thôi. Đồ ngâm rượu là cụ thể là cái gì? Mình có thể PA xíu không? Tắc kè nè, mung hiêu nè, nói chung là đồ hàng về để rồi cá ngựa các thứ đấy chị. Nói chung là em thích buôn bán tự do. Rồi bây giờ thông dịch viên là mình là thông dịch viên tiếng Trung hả? Dạ tiếng Trung, nhưng mà em tán đoạn gần một năm nay rồi, bởi vì thứ nhất là do Covid công ty cũng nói chung là đi vào đóng cửa chị ạ, thế là em cũng tính. Rồi, thì bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu mình xíu đi chị. Điểm mạnh thì nói chung là em thì là con người mạnh mẽ. Em rất quyết đoán và em nói chung là em rất là mạnh mẽ và quyết đoán. Nói chung là em, để mạnh là gì?
mình có những cái sở trường mà lẽ vô ca hát. Đúng rồi, ca hát, sở trường là ca hát. Nấu ăn này kia được không? Được, tìm nấu ăn được. Nói chung là thích. Còn mình nói về xíu về cái việc mình đèn, mình nói về xíu điểm ca hát mình đi, mình ca xíu đi để coi cái khả năng mình tới đâu nè, mình có tự tin không nè. Ca hả? Cái bài gì cũng được, bài tủ của mình á, một bản thôi. Tủ bài gì bây giờ nhỉ? Bài tưởng hết đó chị, ca một bản là được. Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, hát lời hát dôm trên tràng nhau, hát lời hát dôm trên tràng nhau. Để anh giữ một miếng trầu dễ dàng vẫn biết qua cầu gió bay. Được chưa chị? Alo? Rồi ok chị ơi, mình nói xíu về tình trường của mình ha. Tình trường thì em đã ly hôn 15 năm rồi. Và em đang sống với một con trai. Em hai đã con đang sống với nhau. Con trai em năm 20 tuổi. Rồi mình với chồng mình ở bao nhiêu lâu rồi mình ly hôn? Em ở với chồng, em cưới chồng năm 2000 và em ly hôn năm 2007. Là 7 năm. Cái thời gian trước thì em đi xuất khẩu lao động mà về thì nói chung là vợ chồng ở nhà thì nói chung là chồng cũng có người khác, tức là em thì em không chấp nhận và em đi hôn. Rồi sao mình phát hiện, mình về mình mới phát hiện hả? Thì nói chung là chồng em mà đưa bạn ấy về có bầu phải đưa về và yêu cầu cùng hai người em chấp nhận. Rồi rồi từ 2007 đến nay là 2023, là mười mấy năm trời, 15 năm trời, thì mình có quen ai không? Trước đây độ 8 năm trước, 7-8 năm trước em cũng có muốn mở, cũng mở lòng một người, họ cũng hoàn cảnh giống mình. Nhưng mà cuối cùng em trong thời gian đó khoảng hơn 1 năm, nói chung là cũng đi lại gia đình, nói chung cũng muốn tiến hơn hôn nhân, nhưng cuối cùng thì tụi em cũng lại cảm thấy không hợp nhau và chia tay nhau và đến bây giờ. Mình quen anh đó bao lâu? Hơn 1 năm. Mình quen hơn 1 năm. Tôi cũng tiến đến việc là mình sắp kết hôn rồi mà sao, lý do gì mà mình ngừng lại vậy chị? Lý do là anh ấy, nói chung là tụi em thì cũng hướng cho nhau để xuất khẩu để làm ăn ấy. Thì em cho họ vay tiền, rồi cuối cùng đến lượt mà họ đi không được thì đến bây giờ nói chung là họ xong là tiền nong, nói chung là về kinh tế thì xong là em cảm thấy nó không rõ ràng và em cảm thấy như vậy, em không chấp nhận được. Nói chung là mình cho người ta mượn tiền mà người ta không trả lại, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà mình quen là mình có tính đến cái việc là hai người đi xuất khẩu lao động không hả? Dạ, tụi em đã gia đình đã đi lại với nhau rồi mà. Và tụi em tính là đưa anh đi sang Hàn Quốc để làm. Cuối cùng tụi em chưa đi được và lúc đấy anh đi trước thì em chạy đến đòi cho anh đi. Rồi anh đi xong rồi anh cũng không trả tiền gì mình luôn. Anh đi cuối cùng xong anh không đi nữa và em là người đóng tiền mà em về em cho vay, lúc đó là có 2.000 đô. Bây giờ giấy tờ vẫn giữ nhưng cuối cùng người ta không trả. Có thỏa thuận là phải trả mình không? Hay là mình cũng nghĩ là cho mượn? Em thỏa thuận trước đấy là em cho vay mà. Em thỏa thuận trước đấy cho vay mà. Chứ đó phải là cho vay chứ không phải là cho luôn đúng không? Không, Rồi cái mình thấy không được cái mình dừng lại. Đúng rồi, còn cái tính quen của em không? Cái tính của em là em đã một lần vấp ngã rồi nên em rất là quyết đoán về sự tình cảm. Bởi vì thứ nhất là tình cảm nó phải đi đôi gắn liền với tất cả mọi thứ chứ không phải là đọc tình cảm mà Rồi thôi, tới bây giờ là đòi tiền lại được chưa? Được rồi. Giờ họ lấy vợ có con rồi. Họ lấy vợ có con. Rồi còn cuộc nào nữa không? Không có. Là từ đó tới nay là bao nhiêu năm rồi chị? 6-7 năm rồi. 6-7 năm nay luôn. Từ 2016 tới bây giờ. Rồi
thì 26 xong năm đầu 2017 đó, nói chung là năm 65 rồi đó. Sợ quá hay sao mà không quen thêm ai nữa chị? Tự nhiên chán là tự nhiên thấy vậy, nhiều khi mình không dám tin ở đâu nữa. Nhưng mà trong 6-7 năm nay thì có ai tìm hiểu chị nữa không? Nhiều người theo đuổi nhưng mình không thích. Lý do vì sao chị không thích người ta? Bởi vì người ta theo đuổi với mục đích không biết có thật lòng hay không, nhưng mình biết là cái cảm nhận của mình gặp cái người đó nó không phù hợp với mình. Vậy thì hôm nay chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chị thích mẫu người đàn ông như thế nào để tụi em sẽ tìm cho chị nè? Về ngoại hình, tính cách, công việc, vân vân. Với mình á, thì mình không cần già trẻ gì hết. Mình không quan trọng về ngoại hình, thì quan trọng cái người đó, bởi vì mình đã trải qua rất nhiều khổ rồi á. Mình cần để họ ly hôn, có con được đúng không? Được, nhưng mình không quan trọng là người ta ra sao, quan trọng là cái người đó họ có dám mở lòng ra để đón nhận cái tình cảm của mình hay không. Và vì mình đang ở với con trai, chắc chắn họ thương mình, họ sẽ thương con mình nữa. Ok, vậy thì bây giờ chị muốn cái người đàn ông đâu và miền Bắc hay ở đâu cũng được hay như thế nào nè? Với mình thì nếu ở miền Bắc thì càng tốt, nếu không có thì với mình không quan trọng. Bởi vì thứ nhất là con nó lớn rồi, sau này quan trọng là hai người mà nó học cho con, nó là quan trọng nhất. Vậy là chị có thể là rời Bắc Giang đi vào trong miền Trung, miền Tây Nguyên này kia được hết đúng không? Miễn là hai người thích nhau thì không sao. Rồi ok, bây giờ ví dụ như là hợp nhãn thì mình mới thích được. Thì bây giờ một người hợp nhãn với chị thì sẽ như thế nào? Về ngoại hình nè, chị cao mét mấy? Tất nhiên là phải cao hơn chị mới thích, hay là lùn hơn chị thích luôn? Thì đương nhiên nếu mà được thì chắc chắn là... Đó thì bây giờ phải cho chị em biết cái ngoại hình của anh đó như thế nào nè. Thì đương nhiên là mình cao 1m58 thì phải ít nhất là cao mình. Thôi, mình ảnh cao 1m6 trở lên được rồi ha. Được rồi, mình cao 1m58 và mình nặng 60 cân. Nói chung người mình cũng đậm đà. Thế và khuôn mặt thì nếu mà được dễ nhìn thì đó là càng tốt. Bởi vì mình cũng rất là hay chăm chút về ngoại hình. Cái thứ hai nữa là công việc thì mình thì cũng không phải người nhà nước và mình không phải là có bằng cấp. Thế cho nên là mình cần những người nếu mà được buôn bán tự do thì càng tốt. Kinh doanh ha. Bởi vì cái tuổi của mình bây giờ mình cũng không ham hố thì công ty không còn nữa. Mình rất buôn bán tự do. Đó là nhiều cái anh chàng nào mà đi buôn đi bán hoặc là ấy rất là phù hợp. Thế còn tính tình thì quan trọng là đương nhiên bây giờ nói thì đương nhiên ai chẳng muốn. Vậy bây giờ ví dụ như chị thích cái người mà trầm tính một xíu ha, người nói nhiều một xíu, mình cũng vậy nha, có nó xác định ha. Tính thì đương nhiên là thích trầm tính rồi, chứ còn nói nhiều quá thì về chúng là người hay nói nhiều mà. Rồi chị còn yêu cầu gì nữa không chị Liên ơi? Thì yêu cầu lớn nhất của mình là mở được lòng để yêu thương gia đình nhà mình hay không, nghĩa là mình và con mình. Bởi vì con mình 20 tuổi rồi, thế thì bây giờ về cũng chỉ có hai người, làm sao mà chung lòng để mà lo cho cháu cũng lớn thôi. Thì ví dụ như ta cũng có con thì mình về mình cũng chung tay mình lo cho con, ta vẫn ok mà đúng không? Đúng rồi, cái đó là trách nhiệm của hai người. Nhưng ý là, nghĩa là trước mắt thì là hai người phải hiểu nhau đã, phải có một cái điểm chung đã, nghĩa là có một cái gì đó nó phải có một sự gắn kết. Chứ còn thì bây giờ mà để nói thì nó yêu cầu nhiều lắm. Rồi thôi thì ở đây chỉ là vòng casting, vòng phỏng vấn đầu tiên của mình thôi. Thì mình cứ suy nghĩ thêm là mình cần cái gì. Nếu như mà mình đợi lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bên em sẽ liên hệ lại với chị để chị nói chuyện riêng với biên tập, thì sẽ khai thác chị nhiều hơn ha chị ha. Rồi em cảm ơn chị Liên ha. Dạ cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả các chị nha. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi chị, mình có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Dạ chương trình, trời lè thiệt. Alo ạ. Dạ chương trình xin chào chị ạ. Mình có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Dạ có ạ, chào chị. Dạ chị ơi mình mở cam lên để biên tập có thể nhìn thấy được chị nha. À rồi mới bấm nhầm. Dạ rồi. Dạ chương trình nghe rõ tiếng của chị rồi, giờ mình bắt đầu phỏng vấn nha chị. Dạ em mời hai chị biên tập phỏng vấn giúp em ạ.
Dạ chị Trúc, chị Uyên ơi, phỏng vấn giúp em á. Rồi, rồi, chào bạn. Mình đầu tiên giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác của em. Nguyễn Thị Nhàn, dạ. Dạ, dạ. Rồi mình dạ. Mình nói thêm đi chị, mình tên Nguyễn Thị Nhàn rồi gì nữa, sinh năm mấy, quê quán của mình ở đâu, rồi nghề nghiệp của mình nè. Em sinh năm 1988, quê em ở Kiên Giang. Hiện tại em làm bên đóng gói hàng online. Đóng gói hàng online, cụ thể là mình đóng gói gì vậy chị? Quần áo á chị. Rồi hiện tại là điểm mạnh điểm yếu của chị Nhàn là gì, rồi tình trường của chị ra sao rồi? Em hiện tại là độc thân. Em điểm yếu thì em không biết em điểm yếu gì, em không thấy em điểm yếu gì, nhưng mà điểm mạnh thì em thấy là dễ tiếp xúc với mọi người đó. Rồi mình có sở trường gì không nè, nấu ăn, ca múa, hát gì nè. Thấy bạn áo bà ba dạ đẹp không, quá trời chị. Nha. Dạ không chị. Không biết ca hát vậy hả, miền Tây mà không hát được câu nào sao? Cũng có chút chút. Nhưng mà không có thuộc bài nào đâu. Vậy thôi thì nếu như mà có được vô vào vòng trong thì mình cũng phải cố gắng mình lên trên sân khấu mình hát nha. Ok chị. Rồi mình nói về, nói là không có điểm yếu hả, mình có tật xấu nào không, có nóng tính gì không? Có những cái nhược điểm nào mình thấy là mình cần cải thiện không? Cái nóng tính thì, ví dụ như người đối diện mà nói chuyện á, mà nói không đúng á, mà cứ bốc phét thì em hay chỉnh gì ta? Hay chỉnh hả? Đúng rồi, nói tôi đúng, nói sai là em bật lại liền. Rồi, độc thân thì hồi đó giờ là mình biết là độc thân rồi đó. Nhưng mà mình có quen mối tình nào chưa? Mình trải qua như bao nhiêu mối tình rồi nè? Em ly hôn từ năm... em chia tay chồng từ năm 12 đến nay cũng luôn 11 năm rồi. Em có quen... Là mình ở với chồng có con không chị ơi? Nó có hai bé chị, một bé giờ một bé sinh năm 2008, một bé 2010, hai bé gái. Rồi đang ở với chị hay là ở với ai? Một bé thì nó ở với nội, nhưng em chu cấp, nói chung là hai đứa là em nuôi hết. Một bé lớn thì ở với em. Đứa lớn là ở với chị, còn đứa nhỏ là ở với nội, nhưng mà chị nuôi luôn. Dạ đúng rồi. Em nói chung là hai bé là em nuôi từ nhỏ lắm. Rồi rồi sau đó là chị, nhưng mà em hỏi xíu mà lý do đi, vì sao mà chị ly hôn á, và chị ở với chồng chị bao nhiêu năm? Em ở được 4 năm. Ở được 4 năm rồi sao ly hôn nè? Ly hôn thì do là ngày xưa tối á thì ba má ép, rồi nó cũng không có gì mấy, nó có thời gian thử nữa là em thấy ba ngày xưa cũng không đánh má, em nói là như đánh em mẹ mẹ nha. Có đánh một hai lần, cho nên em khỏi luôn. Nhưng mà trước khi đó là mình về mình có nói là mình thấy ba quýnh má gì, mình cũng có nói là ông quýnh tôi một lần là tôi bỏ liền không? Có nói không? Rồi đánh hai lần xong rồi bỏ luôn thì bây giờ là chồng có vợ khác chưa hay như thế nào? Có một hai lần giữa em nghe mấy đứa nhỏ nói là có, như lần thứ hai, lần đầu tiên thì cũng ly hôn, cũng bỏ nhau, lần thứ hai vẫn không biết hết. Cũng như mấy đứa nói cũng không quan tâm. Ủa nhà tôi cho chị hỏi này, em đang ở Sài Gòn hay là em đang ở Kiên Giang luôn vậy? Dạ em ở Sài Gòn chị, em ở Hóc Môn á chị. Đang ở Hóc Môn, còn hai con em thì sẽ ở với em.
Một đứa là ở Việt Nam. Một đứa thì em gửi nội cho nó học á, còn một đứa thì nó đang ở với em. Không biết sửa thì mà đứa lớn nó ở với nội hả? Sợ tốn tiền mua điện thoại nó. Đứa nhỏ ở với nội, đứa lớn ở với em. Là một đứa lớp 10, đứa lớp 8 đúng không? Trong đó. Đúng rồi chị. Bao nhiêu cái mật khẩu của chị nó nằm ở trong cái chốt hết. Rồi, ok. À, mình phỏng vấn tiếp lên nè. Rồi, bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào nè? Em thì muốn tìm mẫu người giống như là khoảng tầm 45 liên kết điện thoại chị với bác. Nhưng mẫu người to con cao cao chứ. Nó có gọi là em thấy bao nhiêu vậy nha? Chừng một cục tiền đâu ra em. Em to 1m57. Cao to xíu đúng không? Mặt tròn tròn xíu được không? Đúng cũng được. Nói chung là chị đã phải về nhà thôi. Hồi tối quên phải về nhà. Tối tại báo thức. Rồi về tính cách của bạn trai thì em mong muốn là tìm một cái mẫu bạn trai có cái tính cách như thế nào? Trầm hay là hay nói hay là như thế nào? Trầm cũng được, tại vì từ một giờ đó với em thì vấn đề là em cũng hay nói nhiều, cũng hay tích cực nhiều quá. Cũng như rất vui vẻ. Trầm cũng được hay là vui vẻ cũng được đó. Tùy tính cách của mỗi người thôi chứ bây giờ mình cũng không lựa chọn được. Rồi. Về quê quán, về công việc của bạn trai. Em rồi ở Sài Gòn, bây giờ em muốn ở Sài Gòn, em muốn về quê luôn. Em cũng ở trên đây mười mấy năm rồi á. 11, 12 năm rồi. Em muốn lập nghiệp ở Sài Gòn vậy. Dạy sống á. Là tức là sau khi ly hôn chồng là em mới lên đây đúng không? Dạ đúng rồi, em lên từ năm 2012 chị. Rồi. Nhưng mà bạn trai là quê ở đâu cũng được, miễn là có cái kế hoạch lập nghiệp ở Sài Gòn với em là được đúng không? Dạ đúng rồi. Hay là em có không thích vùng miền nào không? Miền Bắc, miền Trung gì không? Nói chung là mình cũng được, người Sài Gòn thì thành tốt. Nói chung là chủ yếu là họ đừng có công việc dùng miền được rồi. Tức là người ta không ngại em thì em cũng không ngại họ đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi, có điểm gì em không thích ở bạn trai không? Không chị, nói chung ra thì cái điểm đó thì nếu mà ai cũng hỏi thì vấn đề thì ai cũng không thích được anh, nam cũng được, nữ cũng vậy. Thì ăn cơ cái tính cách mình đối với họ như thế nào thì họ có đối xử mình có không thôi, chứ còn em thì em thấy bình thường. Chủ yếu là mình tìm hiểu hợp rồi mình đến với nhau thì thôi. Ok rồi. À, cảm ơn Nhạt ha, hôm nay là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì là có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ để mẹ em để check cái ghi hình ha. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Dạ chị có thể thoát cuộc gọi đi. Chương trình cảm ơn chị Nhạt ạ. Cảm ơn chị. Dạ. Thank you.